This dialogue conversation takes place between Mr. Bill, a rental clerk, and a customer. The customer wants to rent a boat for her friends and family. The dialogue begins now. Hi, I am Bill. How can I help you today? Xin chào ông Bill, tôi và gia đình đã đến đây để ngắm cảnh hồ. Chúng tôi muốn thuê một chiếc thuyền mới, có được không? There aren't any boats to rent this morning, but we do have it available for the afternoon. Do you want to book in the afternoon? Buổi chiều nghe cũng hay. chúng tôi cũng có thể câu cá bằng cần câu. Tất cả chúng tôi đều rất hào hứng để thưởng thức ở đây. Yes, you can do fishing as well. We are here to help our customers and make their boating memorable. May I know how many of you are here? Tôi đã đến đây với gia đình và một người bạn. Bạn tôi đã đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên đối với tôi. You picked a perfect day. The weather is very good today. You can have an amazing experience of fishing here on a sunny day. Do you have anyone with the license to steer the boat? Thành thật mà nói, tôi thực sự không có bất kỳ kiến thức nào về thuyền, nhưng bạn của tôi có bằng lái thuyền, vì vậy đừng lo lắng. Chúng tôi có thể xử lý nó. That's a good thing. I can see you have come prepared with a licensed boat driver. You are surely going to have a good experience in the first boat sailing. Vâng chắc chắn rồi. tôi dự định sử dụng cơ hội này để thư giãn và tận hưởng. có bất kỳ quy tắc và quy định nào mà chúng ta cần tuân theo khi sử dụng thuyền hoặc ở dưới nước không. The passengers under 16 need to wear life jackets, but the adults don't have to. Is there anyone in your group who doesn't know how to swim? không ai trong chúng tôi biết bơi vì vậy tôi nghĩ sẽ an toàn cho tất cả chúng ta khi mặc áo phao và giá vé để thuê thuyền cho một ngày là bao nhiêu our rate is two hundred dollars for four hours that time is enough for fishing sightseeing and lake visit Chúng tôi sẽ trở lại vào chiều nay. Các con tôi cũng rất hào hứng đi chơi. Tất cả chúng tôi đều rất hào hứng với việc chèo thuyền và câu cá. Don't forget the bait for the fishes, or else you won't catch any without it. You can buy that from the next shop. Ồ, oh, cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi. Tôi sẽ mua nó ngay bây giờ. Tôi đoán thực đơn bữa tối hôm nay đã được định sẵn cho chúng ta. The end of the dialogue.